Xin chào các bạn, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Máy Tốt bàn giao lắp đặt máy trà nhám thùng cổ 1000 tải lặng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vimex tại Hải Dương. Máy trà nhám thùng cổ 650 1000. Công ty làm sợi tại Hải Dương, máy trà bông đấy đang được các bác thợ cho trà bông, máy nhám thùng RB cổ 1000 được lắp đặt bàn giao bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Máy Tốt. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với tôi theo website maytot.com.vn hotline 0965 0028 để được tư vấn và đặt.